chào mừng tất cả các chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Hiện tại Huyền Vi đang đứng ngay dự án mới của công ty Bất Động Sản Nam Dương, là một trong những dự án trọng điểm đầu năm 2021. Dự án này nằm giữa khu công nghiệp Đồng Xoài 1 và Đồng Xoài 2 thuộc phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nha cả nhà nha. Đứng trước mặt em đây đó chính là khu dân cư Đồng Xoài 2 và bên cạnh đó chính là khu công nghiệp Đồng Xoài 2 ở bên phía tay trái của em. Và sau lưng em đó chính là dự án mới nha. Và dự án này có diện tích dao động là từ 100 đến 125m2 và giá dao động là từ 550 đến 650 nha cả nhà ha. Và đằng phía sau lưng em đây đó chính là khu công nghiệp Đồng Xoài 1 ạ. Dự án này là một trong những dự án là vị trí rất là đắc địa, nằm giữa hai khu công nghiệp. Nên là quý anh chị và các bạn mình muốn đầu tư ở khu vực này thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0972 332 948 hoặc có thể liên hệ theo số Zalo là 0973 508 841 thì em sẽ tư vấn cho tất cả các anh chị em và các bạn những vị trí đẹp cũng như là vị trí phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình nha. Phía sau lưng em đây đó chính là cái đường trục chính và đường trục chính này sẽ chạy thẳng ra quốc lộ 13 luôn. Phía đằng trước đó chính là những cái mái tôn đúng không ạ? Mái tôn ngăn cắt giữa quốc lộ 13 và dự án này luôn. Nên là bây giờ em sẽ đi lên xe để em quay, để quay toàn cảnh để cho cả nhà hình dung vị trí và những cái tiện ích xung quanh của dự án này nó đẹp như thế nào nhá. Rồi xin mời tất cả quý anh chị và các bạn nhá. Vâng, để nối tiếp video lúc này thì bây giờ cả nhà hãy lên xe đi cùng với em xem toàn cảnh dự án nha. Đây chính là toàn cảnh dự án, thì hiện tại là cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện hết rồi. Và phía trước đó chính là khu công nghiệp Đồng Xoài 1 nha cả nhà nha. Đường rất là đẹp, rất là bằng phẳng luôn. Và phía bên này đó chính là khu dân cư Đồng Xoài 2 và khu công nghiệp Đồng Xoài 2 ở ngay bên phía bên tay phải của em luôn. Và phía đằng trước mặt em đây chạy thẳng ra ngay cái vạch tôn đó, đó chính là đường quốc lộ 14 ha. Đường quốc lộ 14 là đường tỉnh sẽ hướng sẽ đi về trung tâm thành phố Đồng Xoài và hướng đi lên sẽ đi về các tỉnh miền Trung Tây Nguyên ha cả nhà. Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Đất ở đây rất là bằng phẳng, rất là đẹp và diện tích là từ ngang 5 và dài 20 và đã có sổ sẵn nha cả nhà nhá. Sổ sẵn và ký công chứng trong ngày luôn. Sổ sẵn ký công chứng trong ngày. Đây là quý anh chị và các bạn mình muốn đầu tư ở khu vực này thì cả nhà hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội để chúng ta sở hữu những cái vị trí cũng như là những cái lô đất đẹp nha. Thì chỉ còn một đoạn và phía này nữa, đây là chính là con đường lớn. Con đường này là 33 mét nhưng mà hiện tại đã chưa được chuẩn bị làm nha. Làm nối tiếp và chạy thẳng ra đường này. Phía trước đây đó chính là quốc lộ 14 ở phía đằng trước luôn. Và bây giờ em sẽ quay lại một con đường khác và quay những cái tiện ích ở xung quanh như là khu công nghiệp Đồng Xoài 2 và bệnh viện cũng như là thành phố Đồng Xoài để cho cả nhà hình dung xem nhé. Rồi xin mời cả nhà tiếp tục mình đây chính là bệnh viện tỉnh Bình Phước ha cả nhà ha. Dự án từ các khu công nghiệp, giữa khu công nghiệp, rất là đặc biệt.
trường đại học. Đây là chợ nha cả nhà, đây là chợ xung quanh, tại vì em quay đó vào buổi trưa cũng lại là ngày chủ nhật ấy, nó vắng đúng vào mùa dịch nữa. Đây là chợ ha, đây chính là trường cao đẳng Bình Phước này. Đó, trường cao đẳng Bình Phước nha. Đó, đây là nó là một trong những vị trí rất là đặc biệt để cho chúng ta đầu tư, quý anh chị và các bạn mình đầu tư. Rồi em xin kết thúc video ở đây nhé. Rồi xin chào cả nhà.